Các bạn đang buồn phiền vì có nhiều tiền nhưng không biết ở đâu bán acc uy tín, không biết ở đâu nạp Zolux an toàn. Vậy thì hãy đến ngay với zoluxshop.vn, bán acc siêu rẻ, Zolux chính hãng, cây thuế siêu nhanh. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Yo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lão ở đây. Đến với clip ngày hôm nay thì mình sẽ đi hướng dẫn chi tiết cách mở cổng để mà thức tỉnh tộc V4 nhé. Đầu tiên là điều kiện, có 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là các bạn phải trên level 2400. Điều kiện thứ hai là phải có Haki quan sát V2. Điều kiện thứ ba là các bạn phải có 4 trên 6 tộc V3. Và điều kiện cuối cùng là các bạn phải có một cái mảnh gương. Cái mảnh gương này thì các bạn có bằng cách là đánh boss Katakuri V2 nhé. Bạn nào mà chưa biết cách đánh boss Katakuri V2 như nào ấy thì ấn vào cái video nó đang hiện ở góc phải phía trên màn hình nhá. Thì mình có làm clip hướng dẫn rồi. Sau khi mà đạt đủ 4 điều kiện thì các bạn đến pháo đài trên biển và tìm tới một cái tảng đá. Thì các bạn không biết nơi thì cứ đi theo mình, mình sẽ chỉ các bạn nhé. Nó nằm ngay phía sau ngôi nhà này này. Đây, thì các bạn đến đây và các bạn nói chuyện với cái tảng đá này. Cái tảng đá này nó nói chuyện sẽ rất là dài, nhưng mà các bạn đừng quan tâm đến cái đấy. Các bạn chỉ quan tâm đến là nó có nói chúng ta là đến cây đại thụ hay không. Nếu như mà nó mà nói là di chuyển tới cây đại thụ ấy thì chúng ta sẽ tới cây đại thụ. Còn nếu như mà nó không bảo là chúng ta đến cây đại thụ ấy thì chúng ta cần phải làm một nhiệm vụ nữa, đó là chúng ta phải đánh một con boss Anemin. Còn nếu như các bạn mà chưa đánh boss Anemin ấy thì lại xem video góc phải phía trên màn hình nhá, nó đang hiện lên đấy. Thế sau khi mà các bạn nhận được cái nhiệm vụ là tới cây đại thụ rồi, thế tới cây đại thụ thôi, việc của chúng ta bây giờ là phải leo lên trên đỉnh của cây đại thụ này nha. Các bạn nào mà kiểu không biết leo ấy thì các bạn nên sử dụng những cái trái ác quỷ nào mà nó hỗ trợ việc bay ấy thì nó sẽ dễ hơn. Chẳng hạn như là trái magma này, hay là trái lai này, hay là trái linh hồn này, hay là trái rồng này. Nói chung là trái nào mà bay được thì nó sẽ tiện nhất, chứ còn leo thì thấy hơi cực ấy. Mình thì cũng chưa leo lần nào nên là nãy giờ các bạn thấy sạc quần cứ lên lại rớt không à. Đây rồi, sau 5 phút đồng hồ thì cuối cùng mình cũng đã lên được đỉnh như đấy các bạn. Đó, thì khi mà tới cái đỉnh của cây này rồi thì các bạn chỉ cần chạy vào trung tâm, nó sẽ có một cái vòng tròn trắng. Thì chúng ta sẽ nói chuyện với cái vòng tròn trắng này nha. Cái nơi này là cái nơi để mà chúng ta đi vào trong cái thân cây ấy. Rồi, thêm phát nữa. Ơ kìa, thề luôn, cái trái cửa này khó chịu ghê luôn á. Cứ ấn nói chuyện nó lại bay. Đây, lại nha các bạn nha. Đấy, thì chúng ta sẽ được đưa vào một cái nơi bí ẩn. Thực ra thì đây là bên trong của cái cây đại thụ các bạn. Thì khi mà các bạn vào đây rồi thì các bạn cũng không cần phải làm gì đâu. Chúng ta chỉ cần tìm đường đến một cái vòng trắng và chúng ta ấn quay ra, thế là xong. Cái khu vực này là cái khu vực mà để thức tỉnh tộc V4 ấy. Bây giờ thì chúng ta chưa làm gì được trong này đâu, nên là chúng ta phải đi làm nhiệm vụ tiếp theo đã. Sau khi mà các bạn nói chuyện xong với cây đại thụ ấy thì các bạn quay trở về cái pháo đài trên biển và chúng ta nói chuyện lại một lần nữa với cái tảng đá nha. Và cái tảng đá nó sẽ yêu cầu chúng ta đi tìm một hòn đảo bí ẩn vào đêm trăng tròn để chúng ta tìm cái bánh răng để mà có thể mở cái cổng thức tỉnh tộc V4 ấy. Thì có hai cách để mà tìm cái đảo bí ẩn nha. Cách thứ nhất ấy, là các bạn liên tục đổi server thường và các bạn tìm tới cái server nào mà có đêm trăng tròn ấy. Xong rồi các bạn chỉ cần lái thuyền ra biển xong rồi các bạn tìm thôi. Nếu như mà thấy đảo thì là tốt, còn không thấy đảo thì lại chuyển server. Cứ như vậy, bao giờ tìm thấy thì thôi. Đấy là cách thứ nhất nha. Và cách thứ hai đó là chúng ta sẽ tự treo. Cách này thì sẽ dễ hơn so với lại cái cách thứ nhất rất là nhiều nhá. Thì các bạn chỉ cần có một cái server VIP. Còn nếu như mà không có server VIP ấy, thì các bạn có thể mượn của bạn bè hay là người này người kia, miễn là có server VIP là được. Thì mượn được server VIP rồi thì các bạn vào treo thôi. Về cái cách treo ấy, thì khi mà các bạn mượn được server VIP rồi, các bạn vào server VIP và các bạn chỉ treo ở trên bờ thôi nha. Tuyệt đối là không ra biển treo nha, chỉ treo ở trên bờ thôi. Và phải nhìn trăng. Chúng ta sẽ nhìn trăng tới khi nào mà cái đêm trăng ấy nó được 3/4. Thì khi mà hết cái đêm trăng 3/4 rồi thì sáng hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu ra biển chúng ta treo nhá. Bắt buộc là phải qua đêm trăng 3/4 và tới sáng thì chúng ta bắt đầu đi treo nha. Chứ còn nếu như mà các bạn mà treo trước hoặc là treo sau ấy là không có được đâu. Tại vì ấy, cái hòn đảo biển ấy nó chỉ xuất hiện vào một cái thời gian thôi. Nếu như mà các bạn mà treo ở ngoài biển sớm quá ấy, thì cái hòn đảo biển nó xuất hiện ấy thì chúng ta lại không có trăng tròn. Mà không có trăng tròn thì đương nhiên rồi là không thể nào mà làm nhiệm vụ được rồi. Còn nếu như mà các bạn mà treo muộn quá ấy, thì trăng tròn nó tới trước, còn đảo biển thì nó chưa ra. Vậy nên là thiếu một trong hai thứ thì đương nhiên là cũng không làm được rồi. Vậy nên là các bạn nhớ là lưu ý thời gian cho mình nhá. Sau cái đêm trăng 3/4, bao giờ trời sáng thì chúng ta sẽ bắt đầu mua thuyền và ra biển treo.
Còn treo thuyền thì các bạn chỉ cần mua một cái thuyền, sau đó lên thuyền và ra bơi vòng vòng quanh cái pháo đài trên biển là được. Lưu ý là phải ra ngoài đại dương nha, chứ đừng có bơi trong khu vực biển của cái pháo đài trên biển thì không được đâu. Tốt nhất là các bạn nên rủ thêm 1-2 người nữa thì treo nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ tiện hơn. Bây giờ thì trời nó chưa sáng nên là mình chưa có treo được. Mình sẽ chờ trời sáng xong rồi mình bắt đầu đi treo nhá. Đây rồi các bạn, cuối cùng thì mình đã tìm thấy hòn đảo bí ẩn rồi. Đó, nó rất là to nên là các bạn chỉ cần đứng một chỗ thôi là các bạn có thể nhìn thấy cái hòn đảo này nó spawn ra rồi. Đây, thì chúng ta lên đảo thôi. Việc tiếp theo chúng ta cần phải làm đó là chúng ta cần tìm một cái nơi càng cao càng tốt nha. Đấy, các bạn thấy không? Mặc dù là lên hòn đảo này nó rất là tối nhưng mà mình vẫn nhìn mập mờ được cái nơi cao nhất. Đây, ở đây nó có một cái ụ đất này. Mình sẽ đứng ở đây nha. Không nhất thiết là phải cái ụ này đâu, chỗ nào cũng được miễn là cao thôi. Rồi, bây giờ thì chỉ việc chờ trăng lên và chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ thôi. Khi mà trăng nó lên cao rồi ấy, thì các bạn sẽ bắt đầu nhìn trăng nha. Chúng ta sẽ chuyển sang góc nhìn thứ nhất. Cách chuyển thì các bạn chỉ cần bật cái ghim tâm lên, sau các bạn kéo cho cái màn hình nó to ra thì nó sẽ tự động chuyển sang góc nhìn thứ nhất. Đây, như thế này là đúng này. Và các bạn cũng không cần phải kéo to hết cỡ đâu nha. Các bạn kéo làm sao mà nhìn cho cái trăng nó sáng màu trắng là được, đừng để cho nó tối. Và sau khi mà các bạn nhìn trăng rồi ấy, thì các bạn bật haki quan sát lên, xong rồi các bạn tắt đi và các bạn bật tọc lên. Đấy, và chúng ta sẽ nhìn vào cái trăng khoảng tầm 10 đến 15 giây nha. Đó, bao giờ mà cái trăng nó lóe sáng như này là được này. Rồi, thì sau khi mà cái trăng nó phản ứng rồi thì việc tiếp theo của chúng ta đó là phải đi tìm một cái bánh răng. Cái cách đi tìm bánh răng ấy là các bạn đừng có vội chạy xuống dưới và tìm vòng vòng nha. Vì là cái bánh răng nó nhỏ và nó còn phát sáng nữa nên là chúng ta sẽ tìm từ trên cao trước. Các bạn sẽ chạy quanh quanh cái khu vực, cái đỉnh mà các bạn đang đứng và các bạn nhìn xuống dưới để xem là có thấy chỗ nào nó phát sáng hay không. Nếu như mà thấy chỗ nào nó phát sáng ấy, thì chỗ đấy là cái bánh răng đấy. Còn nếu như mà không thấy chỗ nào phát sáng ấy, thì có nghĩa là cái bánh răng nó đang ẩn khuất ở những cái góc nào đấy. Thì sau khi mà các bạn tìm hết ở trên cao không thấy thì các bạn mới xuống dưới các bạn tìm nhá. Tại vì chúng ta có cả một đêm trăng cơ nên là đừng có vội vàng quá, cứ bình tĩnh thôi. Đây nhá, sau khi mà mình nhìn ở trên cao xuống dưới không có đúng không, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xuống dưới mình tìm này. Chúng ta cứ đi vòng vòng, tại vì cái bánh răng á, nó sáng lắm nên là chúng ta chỉ cần quay bên này quay bên kia mà thấy một cái đốm trắng á, là chắc chắn là nó đấy. Nếu mà được thì các bạn rủ thêm 1-2 người vào cùng làm thì các bạn kia các bạn ấy tìm thì nó sẽ nhanh hơn. Lưu ý là phải 3 bạn cùng nhìn trăng nha. Còn nếu như mà người nào mà đã mở cổng rồi ấy, thì không giúp được đâu. Chỉ có một bạn trong team mình đã tìm thấy rồi các bạn, nên là mình sẽ qua nhá. Đấy, lại còn dùng sâu vui ta để chỉ nữa. Đó, các bạn thấy không? Nó nằm cái góc này thì đỡ làm sao được. Ok, lũ. Sau khi mà có cái bánh răng này rồi thì các bạn biết chúng ta sẽ đi đâu không? Về lại cây đại thụ nhá. Có bánh răng rồi là chúng ta xong 90% công việc rồi. Khá là easy. Bây giờ chúng ta chỉ việc lên cây đại thụ thôi. Đây, lên thôi các bạn ơi. Lưu ý là cái này các bạn cũng phải làm trong đêm trăng tròn nha. Nếu như mà nhặt bánh răng một cái mà hết đêm trăng tròn á, là các bạn phải làm lại đấy. Rồi, chúng ta vào thôi. Đây, bây giờ sẽ bắt đầu đi mở cổng nhá. Góc nào ta? Ok, chỗ này nè. Đấy, các bạn đã thấy cần gạt chưa? Và chúng ta chỉ việc gạt cái cần và tận hưởng thành quả thôi. Cái công việc khó nhất là cái tìm đảo, nên là các bạn phải kiên trì nha. Không kiên trì là không được đâu. Đây là cái cổng vào này. Đây chính là nơi để chúng ta thức tỉnh tộc V4 nha các bạn. Thì trong này nó sẽ có 6 cái đường. À không, tính ra là 7 cái đường. 6 cái đường để thức tỉnh tộc và một cái đường vào cái nơi để mà chúng ta lắp bánh răng. Như vậy là chúng ta đã mở cổng thành công rồi nha. Và chắc là mình cũng xin phép kết thúc clip ở đây đây. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành. Nếu như mà cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì đừng quên cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Các bạn xem chùa nhiều quá. Ngoài ra thì nếu như mà thấy video sai sót ở đâu thì các bạn cũng có thể comment chỉ cho mình để mình chỉnh sửa nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.